là ngày đầu tiên trong lịch sử nhân loại tạo nên sản phẩm đầu tiên phục vụ con người. Từ những tiếng sét, tiếng sấm nổ vang trên không trung rung chuyển đất trời. Mẹ thiên nhiên cùng đất nước xô lửa kết thành những thỏi sắt đầu tiên. Anh cho loài người sáng tạo nên thời kỳ đồ đồng đồ sắt. Dùng thỏi sắt trời ban vừa tạo hoa vũ trụ. Con người nhận ngọn lửa thiêng sáng tạo ra lò rèn. Thời còn rất hoang sơ ngoài thành những vật nhơn. Những mũi dao đầu tiên hai lông và săn bắn phục vụ cho đời sống hoang dã bụi hoang sơ. Tổ tiên đã tạo ra nghề cơ khí đầu tiên cho con cháu ngày nay sáng tạo không ngừng nghỉ. Là công sức cần lao trí tuệ được nâng cao. Chế tạo ra khuôn mẫu định cao mọi ngành nghề từng chi tiết khớp với nhau tạo sự chính xác cao. Trong cơ khí hiện đại chế tạo ra máy bay, chế tạo ra tàu hỏa. Cơ khí trong lòng ta là những ước mơ luôn vươn xa. Trí thức của nhân loại cùng với thời gian vượt qua bao trở ngại, đưa con người lên không gian khám phá cung trăng bay vào vũ trụ. Bao năm tháng vẫn miệt mài nhờ đôi tay và trí tuệ tâm mày giũa hàng ngày rèn luyện tạo nên nghề nghề cơ khí vẻ vang. Cơ khí trong lòng ta tạo thế giới hòa bình không chế tạo vũ khí làm hại những con người là những ước mơ luôn vươn xa phục vụ cho đời sống hữu ích và tiện nghi. Cơ khí là trái tim dù khó khăn hay gian khổ lòng vẫn luôn tự hào nghề cơ khí vinh quang. Giới hòa bình không chế tạo vũ khí làm hại đến con người là những ước mơ luôn vươn xa phục vụ cho đời sống hữu ích và tiện nghi. Cơ khí là trái tim dù khó khăn hay gian khổ lòng vẫn luôn tự hào nghề cơ khí vinh quang.